Nhật ký tự do của tôi tập cuối, Kim Ji Quân, Song Se -ok Gu được giải phóng. Cuối tập trước, Gu Ja Gi Ong, Song Se Ok Gu, đã lấy hết dũng khí gọi điện cho Ji Mi Jung, Kim Ji Quân, và hẹn gặp cô. Bộ đôi khiến khán giả thích thú với những phân cảnh nhìn nhau và nói chuyện thẹn thùng như những người mới yêu. Trong đoạn giới thiệu của tập 15, cho thấy, Ja Gi Ong và Mi Jung sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn. Dù rất hạnh phúc khi đã gặp lại người mình thích sau một thời gian dài, song Mi Jung vẫn thẳng thắn trách móc, lẽ ra nên gọi sớm hơn chứ sau đó khi cùng nhau đi ăn gia ghi ông luôn dành ánh mắt yêu thương về phía mi dung thế nhưng những cuộc gọi liên tiếp từ người đàn em sam xích dường như phá tan bầu không khí đó khi buộc phải rời đi gia ghi ông hứa với mi dung sẽ đi rồi về thật nhanh tuy nhiên khi đến một hộp đêm những tiếng đổ vỡ xảy ra và dường như điều này đã khiến anh bị thương dù vậy gia ghi ông vẫn giữ lời hứa với mi dung anh đưa cô về nhà và cùng nhau uống rượu vui vẻ trong cơn say anh nói tôi cũng không biết rồi mọi thứ sẽ hỗn độn đến mức nào sẽ có những lúc tôi đột nhiên nổi nóng, nhìn cô bằng một ánh mắt nào đó, hành động gì đó với cô và nói những điều gì đó với cô. Tôi cũng không lường trước được những điều đó. Tôi sợ sẽ như vậy. Thế nhưng, cô nhất định phải ghi nhớ điều này. Sau này, dù cho tôi có trở thành một tên rất, rất, rất khốn nạn thì tôi vẫn thực sự rất cô. dung, tôi rất thích cô. Cảnh phim sau đó cũng cho thấy cả hai cùng nằm trên một chiếc giường và nhìn nhau tình tứ. Đây cũng là tình tiết khiến khán giả mong đợi vào một cảnh ân ái với cặp đôi này. Cũng trong tập này, Ji Mi Jung, Kim Ji quân thú nhận với Jo Tae Ae Lee Ki Woo, việc cô định chờ con gái anh 20 tuổi rồi mới cưới, nhưng khi nhận ra, lúc cô bé 20 tuổi cũng là khi Ki Jung 50 tuổi, khiến cô tuổi thân đến bật khóc. Với Ji Om Chang Hee, Lee Min Ki, anh quyết định sẽ chấp nhận cô bạn thân Hee Un A, với ông Hee Jin, dù cho trước đó cô từng yêu ai, xảy ra chuyện gì. Bởi hơn ai hết, anh là người hiểu rõ Hee Hi Un A nhất. Tập cuối, nhật ký tự do của tôi khép lại với kết thúc mở. Khi các nhân vật đều đã tìm được cách giải phóng cho chính bản thân mình. Tập phim mở đầu với cảnh Yeom Chang-hee, Lee Min-ki khuyên chị gái Yeom Ki-jung, Lee El hãy thôi làm trò khùng điên với mái tóc, bởi nếu cô tiếp tục tự hành hạ bản thân mình thì bạn trai cô, Yo-tae-hun, Lee Ki-woo, cũng là ông bố đơn thân sẽ không thể chịu nổi. Bởi lẽ, việc phải sống chung với một bà chị gái khó chịu. Lẫn cô con gái ương bướng và giờ thêm cô bạn gái hơn tuổi, sáng nắng chiều mưa quả thật rất mệt mỏi. Cũng trong tập này, Yeom Mi-jung, Vô Tae-hun, Park Sang-mi, Park su -yang, và So Hyun-ki, Lee ji -hi, những thành viên của câu lạc bộ Giải phóng đã tụ họp sau khi Mi-dung rời công ty. Theo đó, có một nhà xuất bản đã đề nghị được chuyển câu chuyện trong cuốn nhật ký của bốn thành viên thành sách sau khi vô tình được nghe về nó. Nhớ lại những ngày tháng còn hoạt động cùng nhau, tất cả đều thú nhận, dù có thể đến hiện tại, họ đều chưa được giải phóng. Thế nhưng việc mỗi người tìm ra được vấn đề khiến mình bị mệt mỏi. Vậy cũng đã là quá đủ. Với Mi-dung và Mr. Gu, Song Se-ok -ok Gu, cả hai tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện. Nếu như Mr. Gu thú nhận, anh không thể giữ bản thân mình tỉnh táo, vì mỗi khi như vậy, những con người trong quá khứ sẽ lần lượt kéo về và tìm đến anh, thì Mi Dung cũng cho biết, dù không uống rượu nhưng cô cũng cảm nhận được điều này. Cô luôn ngủ rất ngon, nhưng chỉ cần đến khi đánh răng thôi là những con người khốn nạn như trưởng nhóm, cô đồng nghiệp của họ hang hay tên khốn người yêu cũ Trang Hi ốc lại xuất hiện trong suy nghĩ và khiến cô bực mình. Đó là lý do, cô không muốn Trang Hi ốc trả hết nợ cho mình vì cô sẽ không còn có ai để đây nghiến nữa. Thế nên, cô vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh ở những thời điểm trong cuộc đời anh ta, để anh ta biết bản thân thảm hại cỡ nào. Mi Dung cho biết, trong bất kỳ mối quan hệ nào, cô chưa bao giờ là người bỏ đi trước, thế nên cô luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi. Nhưng với Mr. Gu thì lại khác, vì ngay từ đầu cô đã xác định sẽ không thu nạp thêm bất cứ tên khốn nào nữa, và khi anh muốn đi, cô cũng sẵn lòng giải thoát cho anh. Ở một cảnh khác, Mi Dung tiếp tục chạm mặt Giang Hiếu. Lần này, thay vì chạy trốn, anh đứng đợi cô. Anh hứa sẽ chuyển tiền trả cô dần dần. Và xin lỗi vì đã dây dưa mãi khiến cô mệt mỏi. Lời nói này cũng đã giúp Mi Dung trút đi phần nào sự mệt mỏi mà bản thân phải gồng gánh suốt thời gian qua. Nên ở cuộc gặp với Mr. Gu sau đó, khi thấy anh nhìn mình cười âu yếm, cô khuyên anh, hãy cười như vậy với những người tìm đến anh mỗi sáng nhé. Hãy nồng nhiệt với họ như vậy. Tập phim khép lại với việc Ki Dung và Tae Hung đã sẵn sàng đối diện với những khó khăn của bản thân. Họ mở lòng và yêu thương nhau hơn với Chang Hy và cô bạn thân Hyun Un A, Ye ông Hy Jin, cả hai dù không thực sự bước vào một mối quan hệ tình cảm, nhưng vẫn luôn sánh bước bên nhau. Còn Mi Dung và Mr. Gu, họ cũng đã tìm được những lý do để mỗi ngày sẽ có 5 phút thật vui vẻ. Cuộc sống của cặp đôi này trước và sau khi gặp nhau đã có những thay đổi. Dù cho mỗi ngày tỉnh dậy, mỗi bước chân đi thật khó nhọc, nhưng trong lòng họ đã tràn ngập tình yêu.